Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì em gặp giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ thiết kế rất đẹp đến từ dòng sản phẩm Seiko Precept. Đây là một chiếc sử dụng mặt sơn mài Urushi, máy 6R24, bộ máy cao cấp nhất của dòng máy 6R2X của đến từ thương hiệu Seiko. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có mã sản phẩm là SARD011, một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp, làm mặt đồng hồ thủ công rất sang trọng và đẳng cấp. Thì trước khi đến kết hôm chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi, mình nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc đồng hồ nào bên em cung cấp nhé. Không mất nhiều dành em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Seiko Precept SARD011 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc SARD hôm nay em thử bác là một chiếc hàng line new, độ mới còn cực kỳ tốt, có hộp đựng cho anh em. Đây là một chiếc với thân vỏ được làm từ chất liệu thép không gỉ 36L, mặt đồng hồ được làm thủ công là mặt sơn mài anh em nhé. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có được là phần dây, nó sẽ là dây da cá sấu được làm màu đen, dây mềm và đeo ôm tay. Khóa bướm chống gập chống gãy dây, đáy sau hở máy giúp anh em quan sát được chuyển động của máy bên trong. Chiếc SARD011 này thì cảm giác khi mà cầm trên tay thì trọng lượng rất là vừa phải thôi, đeo rất là gọn gàng trên cổ tay. Khi mà anh em đeo vít lách cỏ máy hoặc là vung cánh tay thì với chiếc đồng hồ dày da chúng ta sử dụng rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa là về kích thước thì em này sử dụng kích thước mặt của em nó cũng không phải dạng quá to, cho nên là với anh em thì trường hợp Việt Nam chúng ta đeo khá là dễ. Tay anh em khoảng tầm trên 15.5 là anh em thể đeo đẹp được chiếc này. Đây là một chiếc đồng hồ đẹp. Thứ nhất là chúng ta sẽ có thiết kế về phần mặt, thì em này sẽ được làm mặt thủ công sơn mài Urushi. Thì với việc làm mặt thủ công như này thì ở chỉ có đồng hồ Nhật thì nó mới có cái mức giá bán loanh quanh hàng mới là rơi tầm khoảng 40 triệu anh em nhé. Chứ còn hàng Thụy Sĩ mà anh em mà làm mặt sơn mài thủ công nữa thì anh em biết là hàng Thụy Sĩ mà làm mặt thủ công giá rất rất cao luôn. Thứ hai là chiếc đồng hồ này của chúng ta thì sẽ có cái bộ máy cực kỳ tốt, bộ máy 6R24. Máy 6R24 là bộ máy được như anh em đánh giá là có thiết kế phức tạp và cao cấp nhất của dòng máy 6R2X đến từ nhà sản xuất Seiko. Bộ máy chúng ta sẽ có tần số động cao lên đến 28.800 và thời gian tick tock nó rơi vào tầm khoảng 45 tiếng. Đây là một trong bộ máy được đánh giá rất cao về thiết kế này, về chất lượng cũng như là sai số và cái khả năng hoạt động thường ngày của nó rất là tốt. Thì đến kia với thiết kế của chiếc này thì chúng ta sẽ zoom, em sẽ zoom kỹ hơn một chút để anh em thể ngắm nghía được trọn vẹn cái vẻ đẹp của con này hơn. Đầu tiên là em này chúng ta sẽ sử dụng phần mặt số cực kỳ đẹp. Đấy, mặt sơn mài sáng bóng bẩy và chúng ta sẽ có được là cái hiệu ứng của cái mặt sơn mài. Đấy, khi mà chúng ta nghiêng góc cạnh này, đấy. Rất đẹp anh em nhá, cái mặt sáng cực kỳ mịn. Cái mặt sơn mài này thì Seiko họ sẽ làm như thế nào? Thì đầu tiên thì họ sẽ đương nhiên phải chế tác phần mặt, sau đấy thì họ sẽ giao cho một người thợ thủ công. Thì người thợ thủ công này người ta sẽ làm cái mặt sơn mài này bằng cái nhựa của cây thường xuân. Cái nhựa cây thường xuân này khả năng bám dính rất rất tốt anh em nhá. Đấy, cho nên là sau khi họ quét cái sơn mà sơn lên, tức là ngựa cây thường xuân lên, họ sẽ đánh bóng mài đi đấy. Sau đó tiếp tục lặp lại cái công đoạn này đến khi mà cái mặt của chúng ta đảm bảo được cái độ bóng nhất định cũng như là độ dày vừa phải để đắp vào đồng hồ. Thì lúc đấy thì người thợ người ta mới dừng lại và giao lại cho thầy cô để thầy cô họ lắp máy. Chính như vậy thì cái mặt sơn mài này nó tạo ra cái độ bóng rất tốt này, nó rất là bóng bẩy và đẹp khi mà chúng ta nghiêng góc sáng để xem giờ, sáng sủa và tạo nên cái độ rất là sâu, độ sâu rất là hay trên phần mặt đồng hồ chiếc này. Thứ hai nữa là cái công nghệ sơn mài này thì phải làm hoàn toàn bằng tay anh nhá, chứ không có làm bằng máy đâu. Đó, cho nên là về cái giá trị của em nói về nó giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật nhiều hơn là so với mặt đồng hồ thông thường. Và chỉ trên Seiko thì anh em mới có cơ hội sở hữu với cái mức giá loanh quanh khoảng 40-50 triệu hàng mới. Tuy nhiên thì bên em có một con hàng line new của SARD011 này, bên em đang bán với giá thời điểm hiện tại cũng chỉ là 20 triệu đồng thôi. Đó, một giá quá tốt để mà sở hữu một chiếc đồng hồ mặt sơn mài thủ công. Tiếp theo nữa thì anh em sẽ nhìn thấy là phần kim và cọc số của em này thì nó được làm khá là cổ điển. Chúng ta sẽ cọc số làm mã được làm màu trắng rất nổi bật trên cái nền mặt màu đen và cực kỳ dễ nhìn như này. Bộ vành Anthelin The Foot anh em nhìn thấy nó để làm ngoài cùng và chia rất là trau chuốt và tỉ mỉ đến từ thương hiệu Seiko. Đấy, làm rất đẹp anh em nhé. Các thông số hiển thị ở đây thì chúng ta sẽ có logo Seiko ở góc 12 giờ đồng hồ. Ngay bên dưới chúng ta dòng chữ Automatic, máy cơ tự động và có 31 chân kính, 31 GBell, 31 GBell ở đây. Phía dưới góc 6 giờ và 7 giờ này chúng ta sẽ có dòng chữ Japan. Đây là một chiếc được sản xuất lắp hoàn toàn tại Nhật, mã máy 6R24 và bên này là mã của phần mặt đồng hồ. Các chức năng hiển thị trên mặt đồng hồ chúng ta sẽ có chức năng Power Reserve ở giữa góc 9 và 10 giờ này. Và anh em thấy cái kim xăng chúng ta sẽ làm màu trắng. Thời gian tích có tối đa của máy này là 45 giờ. Và ở phía dưới góc giữa góc 2 và 3 giờ chúng ta sẽ có chức năng lịch thứ và đánh số này. Cái bên trên này là thứ 7 và bên dưới này là chủ nhật anh em nhé. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ có chức năng là lịch ngày và lịch ngày được làm dạng vòng cung ở đây, rất là đẹp mắt. Đó, anh em thấy đánh số ngày lẻ 1 đến 31 ngày chẵn nó sẽ là dạng vạch. Tiếp theo nữa thì kim dây sẽ được làm dạng kim thanh mảnh này, đuôi kim chúng ta sẽ có hình bán nguyệt và đây là kim dây trôi rất là mượt mà với tần số động là 28.800 của bộ máy.
Một cái đặc điểm nữa trên thiết kế chiếc đồng hồ này là ở cái phần kim giờ, kim phút và chức năng Power Reserve, cái vành vòng vàng này anh em này. Thì đây nó sẽ là họ sẽ làm theo công nghệ là phủ nhũ vàng, và anh em hay gọi ở với Seiko thì họ gọi công nghệ này là Makie. Cái công nghệ phủ nhũ vàng này anh em nhìn thấy là cái phần kim của chúng ta nó phủ nhũ rất là đẹp. Đó, màu vàng rất sang trọng và đẳng cấp. Vàng tán thành bột đấy anh em nhé, vàng tán thành bột sau đó phủ lên. Đấy, phủ lên trên phần kim cũng như phần chức năng Power Reserve này. Đó, nhờ cái nhựa cái đường xuân khả năng bám dính tốt. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là cái phủ nhũ vàng này nhìn nó sang và đẳng cấp hơn rất nhiều so với cái mạ vàng. Đấy, anh em thấy kim dây mạ vàng nó nhìn nó trơn trơn này, nó không thể đẳng cấp như cái kim phủ nhũ được. Đó. Đẹp thực sự anh nhá, kim giờ và kim phút chúng ta sẽ làm dạng kim la liễu thôi. Rất là tuyệt vời, hoàn thiện cực kỳ tốt. Kính này sẽ được kính sapphire cổ chống sức và sẽ được phủ chống lóa nữa. Đấy, anh em nguyên góc sáng để xem giờ chúng ta sẽ thấy là đồng hồ chúng ta nó các có cạnh rất là trong trẻo và xem giờ không hề bị lóa sáng một chút nào. Về độ mới thì anh em như thấy này, độ mới này rất là tốt ở cái viền kính đánh bóng này. Hầu như là không có vết xước nào luôn. Chiếc này phải lên mới 99% về độ mới, không khác gì là một con hàng line new cả. Độ mới cực kỳ tốt. Thân càng bên trên này, phơi xước. Đó, độ mới cực kỳ hoàn hảo luôn anh em nhé. Rất tốt về độ mới. Đấy, núm chỉnh có logo của Seiko và núm dạng background này giúp anh em thao tác dễ dàng hơn, lên có tay chỉnh giờ, chỉnh lịch hướng ngay. Đấy, đấy, anh em thấy này. Rất là mới, thân vỏ độ mới rất là tốt. À, tiếp theo nữa thì chiếc này sẽ bộ máy 6/24 thì nó sẽ có hai chức năng retrograde. Retrograde là chức năng ngược dòng, tức là với cái phần lịch ngày khi mà lên ngày 31 thì nó sẽ bật ngược về ngày 1, và cái phần lịch thứ này nó sẽ từ ngày thứ bảy nó sẽ bật ngược về ngày chủ nhật anh em nhé. Lát nữa em sẽ xoay để chỉnh giờ và chỉnh lịch thứ ngày anh em sẽ nhìn kỹ hơn. Bộ dây chúng ta thì dây đang còn rất là mới này, nó có đưa lỗ cài dây đang còn rất là tốt, nó dây màu đen, dây cá sấu. Đấy, hoàn thiện tốt, khóa bướm chống gập chống gãy dây, cái khóa đang còn rất tốt này, một là cái vân tay mồ hôi đây thôi, chứ còn về độ mới là rất là hoàn hảo, anh em yên tâm khi sử dụng. Đẹp lắm anh em nha, chiếc đồng hồ này rất đẹp. Về thông số kích thước thì ở đây thì em sẽ đo thử cho anh em chút về kích thước của em này. Chiếc này chúng ta sẽ sai mặt khoảng 40,5 mm, độ dài mặt số của em này nó khoảng tầm 13. Đấy, chiều dài càng lắc tô lắc là khoảng 47 mm. Thì cái thông số kích thước ở chiếc đồng hồ này cũng khá là đẹp anh em nhé. Thì với cái size mặt chỉ là 40,5 thì anh em tay khoảng 15.7, 15.8 là anh em có thể đeo đẹp chiếc này. Ví dụ tay của em là 15.8 này, khi mà em lên tay thì anh em thấy nó rất là vừa vặn luôn, như là sinh ra để dành cho nhau. Độ dài mặt số cũng rất là ổn, nó cảm giác nó 13 nó hơi dài một chút mà lên tay nó không quá dài. Đấy, tay anh em thì khoảng như tay của em nó khoảng 15.8 đến khoảng 17 cm, thì anh em đeo chiếc đồng hồ này sẽ rất là lý tưởng. Lên tay cảm giác đồng hồ rất là sáng đẹp. Đấy, cái cảm giác cái độ sâu rất là tuyệt vời. Đấy. Tiếp theo nữa này thì chúng ta sẽ có được là cái phần lỡ tuổi đeo. Thì chiếc này chúng ta thì rất thoải mái lỡ tuổi đeo thôi. Anh em nhìn cái mặt đồng hồ rất là sang trọng này. Nó rất thoải mái tuổi đeo. Em này có được thêm áo vest áo sơ mi nữa, sẽ chọn rất là hoàn hảo cho anh em khi mà sử dụng đồng hồ hàng ngày. Mặt sau dây chúng ta sẽ được lót màu đen. Ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy là chất liệu là dây da B, dây da cá sấu này, và đây là dây sản xuất tại Nhật, size dây là 20 này. Ở đây chúng ta có logo của Seiko và khóa bướm đây sẽ làm chế độ thép không gỉ 36L. Về phần đáy sau của máy giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong. Thì đây chúng ta sẽ có bộ máy 6R24B thì sẽ có 31 chân kính, tần số động 28.800 và tích cót khoảng 45 giờ. Bộ máy in-house được sản xuất và lắp hoàn toàn tại Nhật, logo Seiko và Seiko Timecop. Các chi tiết máy bên trong được hoàn thiện vân thớ cực kỳ sắc nét và đẹp mắt anh em nhé. Đấy, bên ngoài chúng ta sẽ có mã máy này, mã phần cashback này, chống ngược trên anti magnetic chống từ, made in Japan, sản xuất và lắp tại Nhật, logo Seiko. Mức trung nước làm này là 13 tương đương 100m và thân vỏ làm thép không gỉ. Những cái thông số rất là quen thuộc, bộ máy hoàn thiện tốt. Máy 6R24 của chúng ta thì sẽ đầy đủ chức năng, lên có tự động này, lên có bằng tay này. Đấy, dừng kim dây chỉnh giờ để anh em mở núm ra hai nấc kim dây dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ có lịch, anh em sẽ vặn góc 12 giờ để biết giờ sáng tối. Vặn góc 12 giờ lịch ngày nhảy thì đang giờ buổi sáng bắt đầu ngày mới anh em nhá. Đây là khoảng 7 giờ sáng này. Đóng núm lại thì kim dây chúng ta chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm ra một nấc. Vặn xuôi kim đồng hồ. Đấy, anh em chỉnh lịch ngày, anh em nhìn thấy từ 31 này, nó sẽ bật về ngày mùng 1 chứ nó không xoay tròn. Còn lịch thứ thì anh em sẽ nhìn này, từ thứ bảy này bật phát về chủ nhật luôn. Đấy, đó là chức năng retro của lịch thứ và lịch ngày. Ok, sau chỉnh giờ lịch ngày sau anh em đóng lại kiểm tra cẩn thận tránh nguồn nước vào. Mức trong nước của em này là 100m thì có động thường ngày, anh em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý anh em không mang hồ chúng ta đi bơi tắm lạnh một tắm xong hơi. Cái phần dây da này nó khá là kỵ nước, nên trong trường hợp mà anh em sử dụng mà trời mưa to quá ấy, thì anh em nên cất đồng hồ đi tránh để phần dây nó ngấm nước vào gây mùi rất khó chịu và có thể làm dây nhanh hỏng hơn. Với mức giá bán là 20 triệu đồng. Nếu anh em mà thích chiếc này có thể liên hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phía bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để được dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện thoại tin, ai sẽ vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé.
Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sa Simulator phân tích. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.